Định hướng tốt, và cái thứ hai em quan trọng nhất đó là vấn
đề về quản trị, vận hành và phát triển doanh nghiệp của mình. Và cái thứ ba là cái hành trình trải nghiệm khách hàng. Khi mà giá trị của mình ở đâu thì cái sản phẩm mình chốt được sẽ ở mức độ như vậy. Nó rất hay là những chuyến về làm đẹp vùng cao, vùng sâu, vùng xa, trong mà khách hàng vô cùng hạnh phúc. Quý vị thân mến, là ngoài phần trình diễn của Mata Thực Hành trên sân khấu thì chúng ta cũng thấy được ở hai hành lang đó, chúng ta phần trình diễn của các Master trình diễn trên hành lang.